Nguyên Audio trên âm thanh hàng bãi và đài cassette cổ xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 23 tháng 3 năm 2022, tiếp tục về một chiếc đài siêu phẩm, siêu khủng đến từ đất nước Nhật Bản để giới thiệu cho quý vị và các bạn, đó là chiếc đài cổ Toshiba S98 quý vị nhé, một chiếc đài cổ rất là đẹp. Chiếc đài này thì Nguyên Audio cũng bán cũng khá nhiều rồi. Hàng nội địa của Nhật Bản nên nó chạy điện 100V, được rất nhiều anh em chơi săn lùng tìm kiếm với một chất âm rất là tốt quý vị nhé. Ba giải của nó thì rất là tốt, giải bát, giải trung, giải chép của nó rất là rõ, sáng và chi tiết đấy quý vị ạ. Chiếc đài này thì nó chia làm 3 phần quý vị nhé, chia làm 3 phần này. Hai bên dưới là hai bên loa chúng ta có thể tách riêng được, và một phần bên trên thân đài này thì chúng ta có thể tách riêng được 3 phần quý vị nhé. Rất là dễ khi quý vị và các bạn chúng ta sử dụng hoặc chúng ta xách đi đâu chơi đấy ạ. Chiếc đài này thì nó sử dụng 6 chiếc loa, trong khi đó là có 2 chiếc loa bát ở giữa này, 2 chiếc loa trung và đến 2 chiếc loa chép. Chiếc đài rất là to, có chiều ngang thì nó tầm khoảng 70, chiều ngang khoảng 70cm và chiều cao khoảng 40cm quý vị nhé. Nhìn nó cũng tựa giống với chiếc đài Sharp GF3 số 7. Chiếc đài này nó rất là nặng, nặng trên 20kg đấy quý vị nhé. Chúng ta xách rất là nặng và rất nhiều những cái tính năng của nó phải nói là rất là hay. Chạy 2G băng cassette, có radio AM FM tần sóng 108. Ngoài ra có cái đường AUX và đường phone để cho chúng ta kết nối với các thiết bị thông minh như điện thoại, laptop, máy tính này quý vị này. Có 2 đồng hồ vu vàng lắc theo điệu nhạc, rất là to và rất là đẹp nhé quý vị nhé, sáng vàng. Và mặt kính của nó, mặt kính radio của nó có cái bóng chiếu màu xanh nhé, màu xanh lá cây, rất là đẹp. Chiếc đài màu trắng xám, màu trắng xám, hàng mới về, tranh thủ Nguyên Audio làm clip lên giới thiệu cho quý vị và các bạn. Chưa lau chùi vệ sinh gì đâu nhưng vẫn hoạt động hoàn hảo quý vị nhé, hoàn hảo mọi chức năng. Và chiếc đài này về cũng còn khá là đẹp đấy ạ, cho quý vị và các bạn chúng ta sưu tầm. Chất âm thì rất là hay. Cửa số 1 có chạy, có vi tinh chỉnh tốc độ nhanh chậm quý vị nhé, nhanh chậm này. Và có đầy đủ các tính năng như là hai vi tinh chỉnh to nhỏ của hai loa riêng biệt này, vi tinh chỉnh bát, vi tinh chỉnh chép này. Đấy, nói chung là nó đầy đủ các tính năng, không thiếu một cái gì hết. Tua nhớ bài đây quý vị nhé. Và cơ này của nó thì bằng cơ mềm này quý vị này, cơ mềm chúng ta bấm này rất là dễ quý vị nhé. Đấy, cửa băng của nó ra vào rất là dễ đấy. Tất cả những cái chiếc đài mà Nguyên Audio giới thiệu và bán cho quý vị thì đều là hàng đấu giá bên siêu thị Nhật Bản về, đều hàng tuyển chọn nên là nó rất là đẹp, đều là đẹp, hàng đẹp xuất sắc, zin nguyên bản và mọi chức năng thì đều hoạt động hoàn hảo quý vị nhé. Và Nguyên Audio cũng xin được báo giá luôn chiếc đài Toshiba S98 này thì cửa hàng đang bán với giá 28 triệu đồng. Mọi nhu cầu quý vị liên hệ theo số điện thoại là 0358 237 899, Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và bây giờ sẽ test cho quý vị và các bạn chúng ta cái radio đầu tiên nhé. FM của nó là FM 108, bắt sóng radio rất tốt đấy ạ. Việc kế thừa và học hỏi từ những người thầy đi trước đó là điều đương nhiên ạ. Thế nhưng mà người nghe luôn cảm thấy có một Hồ Trọng Tuấn lạc quan, tươi sáng và luôn luôn mang những cái năng lượng tích cực đến cho mọi người. Đây có phải là cái phương châm của anh? Đúng, đây là cái tiêu chí đích đến của tôi trong sáng tác. Đối với một nhạc sĩ thì nếu mà viết đa dạng thì cái chân dung. Tiếp theo sẽ là cửa băng cassette số 1 quý vị nhé. Tiếng của nó thì rất là hay, Nguyên Audio rất là thích. Nhất là giải cái giải trầm của nó quý vị nhé, nó có hai cái bát rất là to đấy ạ, nên là giải trầm của nó thì rất là tốt và giải trung của nó thì rất là sáng, trung cao của nó rất là tốt quý vị ạ. Hoa xứ quanh tường, nhìn sang trộm nhớ thương.
Tiếp theo sẽ là cửa băng cassette số 2 ạ. Quý vị và các bạn, chúng ta mua chiếc đài này thì Nguyên Audio sẽ tặng chúng ta hai chiếc băng mát sen xịn trị giá 600.000 đồng. Và Nguyên Audio xin được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.